kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Nơi được thăng hàm thiếu tướng. Chủ tịch nước vừa có quyết định thăng cấp bậc hàm đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi từ đại tá lên thiếu tướng. Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm đối với đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 47 tuổi, quê tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, từng trải qua nhiều chức vụ như trưởng công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được điều động bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh An Giang. Đến ngày 1 tháng 9 năm 2022, ông được điều động làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Ông được nhân dân tin yêu và được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng. Thời điểm còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi từng dùng số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm của người dân. Thiếu tướng Nơi cũng chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn như là vụ buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về An Giang, vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao tặng huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước. Về ông giám đốc mù chữ của trung tâm đăng kiểm. Kính thưa quý vị, khán giả, câu chuyện ông giám đốc mù chữ ở trung tâm đăng kiểm ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận. Nhưng dù cố lèo lái đến đâu thì phải thẳng thắn thừa nhận rằng giám đốc mù chữ chỉ là hiện tượng chứ chưa bao giờ và không bao giờ là bản chất của xã hội. Trước thông tin có một giám đốc trung tâm đăng kiểm mà không biết đọc biết viết, người tiếp nhận dễ có phản ứng bức xúc. Điều đơn giản vì rất nhiều người nghĩ rằng trung tâm đăng kiểm là cơ quan thực hiện các dịch vụ công, lãnh đạo là cán bộ công chức nhà nước. Tuy nhiên, trước năm 2019, hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đều là đơn vị sự nghiệp nhà nước, chỉ một số đơn vị được thí điểm đầu tư hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Còn từ năm 2019 trở về sau, với việc quy định về phát triển trung tâm đăng kiểm theo quy hoạch vùng, địa phương được gỡ bỏ, các doanh nghiệp bắt đầu ồ ạt đầu tư vào lĩnh vực này. Từ đó, số lượng trung tâm đăng kiểm mới gia tăng nhanh chóng, đặc biệt với các trung tâm đăng kiểm do doanh nghiệp và cá nhân đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2019 đã có tới 32 trung tâm mới ra đời và hàng chục đơn vị khác đăng ký thành lập. Và giám đốc trung tâm đăng kiểm mù chữ, ông Hồ Hữu Tài ra đời trong trường hợp đó. Trung tâm đăng kiểm 50-17D Nhà Bè là một trung tâm đăng kiểm tư nhân. Trong chủ trương xã hội hóa đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa về bản chất là một doanh nghiệp đầu tư dịch vụ đăng kiểm. Giám đốc công ty có thể là người đầu tư hoặc là người đứng tên trên giấy tờ mà không phải là đăng kiểm viên. Như vậy, ông Tài chỉ đóng vai trò là chủ đầu tư của trung tâm đăng kiểm này. Ông Tài nằm trong số nhiều trường hợp thực tế, trung giám đốc trung tâm đăng kiểm tư nhân không phải là đăng kiểm viên, không có chuyên môn nghiệp vụ về đăng kiểm, không ký giấy chứng nhận kiểm định. Tại Nghị định số 139 nói trên, chỉ quy định về điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định về trình độ chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm. Sau sự việc này, người dân trông chờ những sự thay đổi cụ thể và thiết thực hơn nữa trong chủ trương xã hội hóa trong mọi lĩnh vực dịch vụ công, và giám đốc mù chữ rõ ràng sẽ chỉ là hiện tượng chứ chưa bao giờ và không bao giờ là bản chất của xã hội. Đằng sau vụ án 86 người giả nhân viên tín dụng bị bắt. Kính thưa quý vị, cả trăm cảnh sát ập vào 3 văn phòng trong các tòa nhà, bắt 86 người giả nhân viên tín dụng và các ngân hàng gợi ý khách rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt. Thông tin gây chấn động dư luận. Công an quận Tân Bình phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an đồng loạt ập vào 3 căn phòng, tiến hành khám xét và tạm giữ 86 người có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng giả danh là nhân viên của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm, không đi theo con đường dụ dỗ khách hàng đầu tư tiền ảo hay giả mạo thông báo trúng thưởng, khuyến mãi. Hình thức lừa đảo được các tội phạm công nghệ cao trên áp dụng là vô cùng tinh vi và khó lường. Theo đó, các nghi can sẽ giả danh nhân viên đơn vị của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ, đồng thời gợi ý hỗ trợ khách hàng rút tiền mặt bằng thẻ qua phần mềm và không mất phí. Để làm được điều này, chủ thẻ phải chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng kèm mã OTP để thanh toán. Khi có các thông tin, nhóm này sử dụng phần mềm quẹt thẻ trên một website bán hàng, gửi mã OTP về cho chủ thẻ và yêu cầu họ cung cấp cho mình. Khi đã có đầy đủ điều kiện, các nghi can sẽ chuyển 75% số tiền mà khách muốn rút, đồng thời âm thầm chuyển 25% hạn mức thẻ còn lại sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt. Theo cơ quan điều tra, trên thực tế đã có rất nhiều nạn nhân bị sập bẫy với hành vi lừa đảo này. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân vẫn chưa phát hiện ra do họ được chuyển tiền thật nên tin tưởng và không để tâm đến 25% hạn mức còn lại. Mặt khác, hình thức lừa đảo này chủ yếu đánh vào tâm lý khách hàng đang có nhu cầu cần tiền mặt thấp gấp, giá trị tiền mặt cần rút là rất lớn. Do đó mà chi phí rút tiền mặt tại các ngân hàng sẽ thường khá cao. Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã buông lời dụ dỗ, giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền mà nạn nhân không hề hay biết. Trên thực tế, tội phạm công nghệ cao là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại tội phạm mới chuyên sử dụng mạng Internet, viễn thông, máy tính hoặc các thiết bị số để thực hiện hành vi lừa đảo. Các chiêu trò lừa đảo của nhóm tội phạm này vô cùng tinh vi và rất khó để phát hiện ra. Tính đến nay đã có hàng trăm nghìn vụ lừa đảo do các tội phạm công nghệ cao thực hiện với số lượng người bị hại ngày càng gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi có số lượng tội phạm công nghệ cao nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, việc theo dõi và đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao này là hết sức khó khăn và áp lực vì chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất dấu vết ngay. Các đối tượng lừa đảo qua mạng hầu hết đều không sử dụng thông tin thật mà thay vào đó họ sẽ sử dụng các tài khoản giả mạo để trao đổi, nhắn tin với khách hàng. Bên cạnh đó, các tội phạm công nghệ cao thường thực hiện hành vi lừa đảo rất nhanh chóng và khi bị phát hiện thì ít để lại dấu vết. Qua sự việc này, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác đối với những lời mời đầu tư, cơ hội việc làm với lợi nhuận cao. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản của ngân hàng cho người không quen biết, không cung cấp mật khẩu, cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân và thông tin tài khoản cho người lạ. Đồng thời trình báo ngay với cơ quan công an khi phát hiện thấy dấu hiệu bị lừa đảo. Thiết nghĩ, thông qua những nỗ lực đấu tranh của các cơ quan chức năng cùng với công tác tuyên truyền được đẩy mạnh sẽ giúp cho ý thức cảnh giác của người dân ngày càng được nâng cao và số lượng tội phạm công nghệ cao sẽ giảm đi trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.